Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin về hoạt động hỗ trợ tiếp sức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt ở năm học đặc biệt 2021-2022 với nhiều biến động do đại dịch. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức thăm và động viên hỗ trợ kinh phí cho những em nhỏ mất cha hoặc mẹ do COVID-19, trẻ là con của sản phụ mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 7 em mồ côi được hỗ trợ 8 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, 3 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 6 trường hợp là con của sản phụ mắc COVID-19, mỗi trẻ được hỗ trợ 1 triệu đồng, trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam.